Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Thức Online. Trong quá trình chia sẻ kiến thức ngày hôm nay, tôi sẽ cung cấp cho bạn một cái kiến thức cảnh giác thực tế. Thì đây là một cái vụ trộm xe mà nó xảy ra rất là nhanh các bạn. Trong vòng 10 giây là các bạn lơ là các bạn sẽ mất xe ngay. Thì cái vụ việc này nó xảy ra thực tế vào ngày, như trên màn hình các bạn đã thấy, vào lúc khoảng 6 giờ 41 phút vào ngày 8 tháng 9 năm 2023 tại thành phố Di An, Bình Dương, ở một cái quán cà phê đó. Thì cái chú bảo vệ này chỉ trong vòng 10 giây thôi là do mất cảnh giác một tí thì tên trộm đã bẻ khóa và lấy đi được cái chiếc xe quay đó. Thì bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem cụ thể cái quá trình mà bọn chúng vờ giả hỏi hỏi đường, hỏi thăm đường á, để mà trộm cái chiếc xe như thế nào. Mời quý vị và các bạn theo dõi cái clip an ninh quay lại ha. Rồi, đây là cái quán cà phê tại Di An, Bình Dương. Các bạn thấy rằng là cái thanh niên áo trắng bên trái màn hình gọi chú bảo vệ ra, là để mà theo như chú bảo vệ này kể lại thì bắt đầu cái tên này vờ hỏi đường, thì chú bảo vệ bắt đầu chạy ra. Thì bên góc phải màn hình các bạn thấy một cái thanh niên áo đen đã tiến tới cái chiếc xe quay màu đỏ và chuẩn bị bẻ khóa. Và cái tên áo trắng này các bạn thấy không, nó cũng chờ đồng bọn của nó bẻ khóa xong nó mới cắt cái cuộc đối thoại. Và chú bảo vệ này cũng đã phát hiện ra cái thanh niên này đi vào luôn, nhưng mà lúc sau này chú mới nói là chú nghĩ là cái khách thôi, khách đến quán cà phê thôi. Và cái thanh niên bên tay trái mặc áo trắng là coi như câu thời gian cho đến khi đồng bọn nó vừa chạy xong thì thanh niên áo trắng này cũng bọt theo đấy. Thì khi mà chú bảo vệ quay trở lại đấy thì chú phát hiện ra là cái chiếc xe quay đã không cánh mà bay đấy. Chú đã phát hiện nhưng mà đã quá muộn rồi các bạn. Như vậy thì các bạn thấy rằng là chỉ trong một tích tắc thôi, tầm 5 đến 10 giây là nó bẻ khóa rất là nhanh luôn đó. Thì chú bảo vệ mới kêu người ở trong quán ra. Thì sau này thì mới cho biết là cái xe này thì cũng của một khách hàng chứ không phải là của chú đó. Thì chú nghĩ cái thanh niên áo đen đó là vào để uống cà phê thôi đấy. Thì họ đã phát hiện ra chiếc xe bị mất. Hiện tại thì cơ quan công an họ cũng đã vào cuộc rồi các bạn. Thì cái video này là mình tải lại từ cái trang công an.com.vn và họ đã cung cấp đưa lên để cảnh báo cho người dân chúng ta. Qua cái clip này các bạn hãy nâng cao cảnh giác hơn nữa và chia sẻ cái clip này để cho mọi người cùng cảnh giác về cái thủ đoạn như đã nêu trên ha các bạn.